Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 2020. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít về lô hồ điệp giống như các bạn nhé. Đây tất cả là những cây hồ điệp giống nhưng mà là cây đại. Các bạn nhé, cây đại. Và sau này các em sẽ cho ra bông rất là bự, rất là lớn. Và tất cả những em này là đều là những cây hàng tơ, tức là chưa ra bông bao giờ cả. Và đặc biệt đó chính là các em này có những cái bộ rễ rất là đẹp. Đây. Đây là cốc 3.0 này. Rồi, hàng này hàng của Đài Loan nhé, rễ rất là đẹp này. Đấy, về các bạn có thể là bỏ 2/3 rễ này ra. Chúng ta để cho rễ thông thoáng, để cho rễ nó bò đi phát triển. Còn 1/3 rễ này chúng ta để giữ độ ẩm. Kiểm tra khi nào nó ẩm thì chúng ta không tưới. Còn khi nào sờ 1/3 chỗ này khô thì chúng ta hay tưới nước nhé. Rất là cách, rất là đơn giản thôi. Thì là cái này hôm nay mình sẽ bán một cái giá rất là hữu nghị. Một cốc bên mình bán hôm nay chỉ có 30 ngàn thôi các bạn nhé. Tại vì sao? Tại vì là thường thường là hôm nay cái lô này đấy, các em ấy thường thường có 3 lá, 3 lá là nhiều, 3 lá, có cây có 4 lá, nó sẽ có cây có 4 lá nhưng mình sẽ, nếu mà cây nào có 4 lá như thế này, đẹp như thế này, thì mình sẽ share cho mỗi đơn 1-2 cây thôi nhé các bạn nhé, chứ không có thể là đơn nào cũng được 4 lá đâu, bởi vì lô hôm nay mình bán với giá là chỉ có 30 ngàn thôi, nên vì vậy mà những cây 4 lá mình sẽ chia sẻ đều cho mọi người. Và đặc biệt đó chính là hôm nay có tất cả là 10 màu khác nhau nhé, mặt bông mình sẽ để trên màn hình, các bạn thích màu gì, lựa màu gì thì hãy liên hệ giúp mình, để mình cho nhân viên sẽ nhặt hàng cho các bạn nhé. Lúc này mình thấy tuy nó nhỏ nhỏ thôi. Này các bạn này, nó rất là nhỏ nhỏ, dễ thương này. Đó. Nhưng mà được cái đó chính là cái bộ rễ nó rất là đẹp. Đây chính là yếu tố mà mình khuyên các bạn là lên mua lan phải lưu ý. Đó. Các bạn đấy là cái rễ màu xanh này. Đấy. Về các bạn chỉ cần bốc 2/3 rễ nó ra này. 2/3 rễ, để lại 1/3 bọn rễ này thôi nhé. Đây là cốc 3.0. Cây thì cũng cây bữa nay cũng không phải là bự đâu các bạn ạ. Cây bữa nay nó không bự đâu nhé. Đây là cái cây này, cây màu tím này. Đó. Bộ rễ rất là đẹp nhé. Hàng tơ. Chỉ có 30 ngàn một cốc vậy thôi. Và nếu các bạn mà mua 10 cốc thì mình sẽ 10 cốc tức là bộ combo 10 màu khác nhau đó. Thì mình bên mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn nhé. Chỉ có 300 thôi. Chỉ có 300 đồng mà các bạn sẽ có 10 cốc hồ điệp mà không phải mất tiền ship. Về chúng ta sẽ chơi thuần. Đó. Chăm các em ấy từ lúc nhỏ cho đến lúc ra bông, nhỏ nhỏ xinh xinh đến khi lúc trưởng thành nha. À, bao nhiêu yêu thương gửi gắm vào trong các em hết ha. Mình thì mình không thích cái cây lá vàng, các bạn ngắt đi nhé. Đó. Cây 4 lá thì mình sẽ chia sẻ cho mỗi người một chút xíu. Còn thường thường có cây chỉ có 3 lá thôi. Cái lá hôm nay lá tròn tròn, lá mít này này. Đó. Lá tròn tròn này, màu tím này, đó. Chỉ có 30 ngàn một cốc thôi các bạn nhé. Các bạn thể đi lượm cùng với mình này. Đây này. Đó. Quan trọng là bộ rễ này rất là xanh. Mình khuyên các bạn là nên lưu ý cho mình cái bộ rễ nhé. Bộ rễ rất xanh, đẹp. 10 màu khác nhau nhé. Đó, đây chính là những cây hàng tơ. Cái tơ và là hàng giống của cái đại, bông nó sẽ sau này rất là bự. Còn đâu nếu mà cái cây nào mà rễ nó bị hư đấy, ví dụ bị hư đen đen như này này, trường hợp số ít thôi nhé các bạn nhé, thì chúng ta cắt tỉa cái rễ hư đi, còn nó có rễ xanh không được đụng nó đấy nhé, để nguyên và các bạn sang trọng. Còn đâu là cách chăm sóc lan hồ điệp như thế nào thì ở trong kênh mình có chia sẻ rất là nhiều bài rất là kỹ càng, các bạn có thể vào đấy các bạn xem qua. Nếu mà cái gì còn chưa hiểu thì các bạn hãy liên hệ giúp mình, bên mình sẽ cho nhân viên tư vấn chăm sóc cho các bạn nhé. Lô này không phải là bự, bởi vì nó là cây giống. Nhưng mà mình thích nhất đó chính là những cái bộ rễ. Bộ rễ mình xin nhắc lại bộ rễ nhé. Nè. Rất là xanh. Cây này. Chỉ có 30 ngàn thôi các bạn nhé. Đây lần đầu tiên là kênh mình bán lan mà giá hồ điệp mà rẻ như này đấy. Thường thường bên mình bán ít nhất phải là 40 ngàn. Nhưng mà bữa nay thì mình bán chỉ có 30 ngàn mà thôi. Chỉ có 30 ngàn mà thôi. Và 10 đơn mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn nhé. Nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Nhỏ thật là đáng yêu, giống như một thiên thần. Các bạn thấy nhỏ nhỏ dễ thương không? Đó. Nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đã bông là hơi bự nha. Đây là màu tím này, có rất là nhiều màu. Màu khác nhau, lá nó khác nhau các bạn.
Các bạn đấy ký bộ dĩa này 3.0 nha các bạn nhé. Cộng 3.0 này. 3.0 nên mình bán 30.000 cho dễ nhớ. Cây không có đều lắm đâu, cây dài, cây ngắn, nhưng mà chung quy lại đó chính là những bộ dĩa đẹp này. Và hàng tư đó. Ví dụ như là em này là, đây là các bạn đấy, cái hai cây nó khác nhau, kích thước khác nhau một trời một vực luôn này. Mình sẽ để đây cho các bạn xem này. Đó. Đó. Lá dài và lá tròn đấy, lá mít đấy. Dĩa này, lá này. Có bị vận chuyển nhé các bạn này. Cây nào nó bị hư thì mình sẽ bỏ ra nhé. Còn cây nào nguyên vẹn thì mình sẽ đóng hàng ship cho các bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương. Đúng là giống như các em mới lọt lòng vậy. Không bề màu khác nhau các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật quả chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV của mình nhé. Trong lúc chia sẻ có điều gì chưa làm hài lòng các bạn thì hãy góp ý giúp mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn nha. Xin chào.